Các bạn ơi, có nhiều bạn nhà không có gì ngoài điều kiện. Nhà của các bạn thì không có gì ngoài cái gì vậy? Nhà của mình thì không có gì ngoài dâu tây hết trơn á. À, vườn dâu tây của nhà mình khá là quen thuộc với những bạn mà đi du lịch ở Đà Lạt đó. Thì thành ra hôm nay mình có dắt bạn về nhà thì hái dâu đãi bạn thôi. Thay vì đi ra ngoài chợ mua trái cây thì mình hái dâu tây trong vườn nhà đãi bạn luôn. Là người có vườn dâu á, mình chia sẻ với các bạn bí quyết của việc đi vô trong vườn hái dâu nha. Làm sao để đem về nhà dâu nó ngon mà các bạn sẽ thấy cái chất lượng của nó là như ý. Đó là lúc các bạn hái nhớ chọn những cái trái đỏ. Mình hái ở đây á, là thật ra là có ý lựa những cái trái to nhất. Khi mà các bạn vô vườn á, mình hái dâu mà lựa những cái trái to nhất như thế này đó thì giá nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà mình hái để cho chủ vườn hái cho mình và cái size theo cái ý họ chọn á, thì họ sẽ báo cho mình một cái giá có thể là tốt hơn. Khi mà các bạn thích ăn dâu ngọt đó thì các bạn luôn nhớ là mình chọn trái dâu mà chín đỏ từ cái cuống cho tới cái ngọn của nó. Thật ra thì mình phải nói ngược lại mới đúng, đó là dâu nó chín từ cái ngọn chín vô, cho nên là các bạn phải thấy nó chín đến đít của nó rồi đó thì mới gọi là dâu chín nha. Thì đó là mình hái dâu tại vườn. Thì những cái trái dâu này là cái trái dâu rất là ngon nè, vì nó chín đỏ mọng. Nếu mà các bạn mua ngoài chợ chắc chắn là nó sẽ không có được chín như vậy. Nhà mình ưu tiên khách lắm cho nên là mới để những cái trái dâu chín như thế này để mời khách đó. Chứ còn nếu mà hái cho để bán đi xa đó thì sẽ phải hái nó hồng hơn một chút, vì chỉ có hồng như vậy thì cái trái dâu nó mới cứng và đi xa thì nó khỏi dập. Thì thành ra một cái lưu ý thứ hai cho các bạn đó là nếu mà mình đem đi xa một chút xíu, ví dụ như hái từ Sài Gòn, nhưng mà mình phải tính là dâu này sẽ còn phải đi một chặng đường về 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 Sài Gòn nữa nè, hoặc là phải bay ra Hà Nội, hoặc là phải đi xuống Sóc Trăng, Cần Thơ, thì các bạn cũng không nên là hái dâu chín quá nha, mà chỉ hái dâu chín vừa vừa thôi. Khi mà các bạn hái dâu xong rồi đó thì cũng phải rất là nhẹ nhàng với nó. Khi sắp xếp từ rổ này qua rổ kia chẳng hạn, cũng phải hết sức là nâng niu nhẹ nhàng. Có như vậy thì là trái dâu nó mới không dập, vì nó mỏng vỏ và khi nó chín rồi thì nó lại càng mỏng vỏ hơn nữa. Thì cần cái sự nâng niu chiều chuộng của mình đó. Bạn của mình thì khá là thích ăn dâu. Nhà mình trồng thì thiệt ra là mình cũng ăn rất là thường xuyên mà mình không có ngán. Tại vì có điều là lúc mà mình ăn thì mình ăn cái trái nhỏ, còn ít khi nào bản thân mình dám xài sang ăn dâu trái bự hoành tráng như vậy lắm. Tại vì dâu này thì du khách rất là thích và họ cũng đặt mua rất là nhiều, cho nên là thường là nhà mình không có bán mà phải lựa ra để bán cho những khách mà họ đặt, đặc biệt là những khách mà họ đi biếu tặng chẳng hạn. Nhưng mà sau khi trồng dâu thì mình cũng nghiệm ra rồi, cái gì tốt nhất thì mình phải ăn vô miệng mình trước. Các bạn ơi, vì cái dịch Covid này nó nói cho mình là cuộc sống không có ổn định gì hết trơn á. Thôi hôm nay cứ ăn ngon xài sang đi rồi mai mốt tính tiếp chứ làm sao giờ. Hai các bạn ha.